Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Gia Lai xác định đối tượng Siêu Hơ sinh năm 1999, chú xã Chư Giòn, huyện Chư Pư, có anh trai là Siêu Treo, vượt biên từ năm 2013, hiện đang trốn ở Thái Lan. Hơ móc nối với Treo và một số đối tượng khác. Chúng sử dụng mạng xã hội liên lạc với một số hộ người đồng bào dân tộc thiểu số để lừa phỉnh vượt biên sẽ có cuộc sống sung sướng. Tin lời các đối tượng, nhiều gia đình đã bán các tài sản có giá trị lấy tiền vượt biên. Đến nay, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giữ 5 đối tượng gồm Trần Đình Ngọc sinh năm 1995, chú huyện Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An, Mai Hữu Trung sinh năm 1999, chú huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau, Nguyễn Văn Pháp sinh năm 1985, Võ Hoàn Vũ sinh năm 1979 cùng chú tại tỉnh Đồng Tháp và Siêu Khơ để tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của từng đối tượng, củng cố hồ sơ khởi tố các đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Cơ quan công an cũng đã điều tra làm rõ các phương thức tổ chức đưa người đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên